Từng chật vật tìm chỗ đứng, Đàm Tùng Vận lấn hương sau một vai diễn và bị đồn cặp kẻ đại gia. Bất ngờ nổi lên sau bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường, nữ diễn viên Đàm Tùng Vận bất ngờ vướng vào tin đồn cặp kẻ người có tiền được đại gia chồng nương trong giới. Đàm Tùng Vận từng được khán giả Việt Nam yêu thích qua vai diễn cảnh cảnh trong phim Thanh Xuân Vườn Trường Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta. Đây cũng là bệ phóng giúp cho Đàm Tùng Vận vươn lên, trở thành một trong những nữ diễn viên triển vọng có thực tích phim ảnh của làng giải trí Hoa ngữ. Đầu năm 2023, nhiều nghi vấn đặt ra xoay quanh việc Đàm Tùng Vận bị nghi cặp kè với đại gia giàu có. Trang tin Sina cho biết Đàm Tùng Vận bị cho bí mật kết hôn với một doanh nhân tên Vương Tư Minh. Nhờ có sự giúp đỡ của nhân vật bí ẩn này giúp sự nghiệp của sa nữ Cẩm Y Chí Hạ ngày càng thành công. Tuy nhiên phía Đàm Tùng Vận đã lên tiếng phủ nhận ngay lập tức. Studio của nữ ca sĩ chia sẻ cô Đàm Tùng Vận hiện chưa kết hôn và còn độc thân. Thông tin được lan truyền trên mạng xã hội đều là giả. Theo trang tin Sina cập nhật, Đàm Tùng Vận không chỉ bị đồn cặp kè đại gia mà còn lén lút sinh con cho người này khiến fan hâm mộ hoang mang. Đối tượng Vương Tư Minh, người bị đồn có mối quan hệ tình cảm với Đàm Tùng Vận, là một ông chủ, sinh năm 1989, hiện đang điều hành công ty đầu tư sản xuất phim ở Thượng Hải. Vương Tư Minh giữ vai trò tổng giám đốc của tập đoàn Vạn Đạt, đơn vị phát hành phim lớn bậc nhất ở Trung Quốc, sở hữu hàng trăm rạp chiếu phim khắp cả nước. Không chỉ là ông chủ lớn trong giới đầu tư, Vương Tư Minh còn nhúng tay sâu vào sự nghiệp giải trí của nhiều ngôi sao lớn. Anh từng được biết đến là người làm truyền thông đại diện của các nghệ sĩ nổi tiếng như Dương Mịch, Đường Yên, Lưu Thi Thi, thậm chí anh còn bị nghi ngờ là đại gia hỗ trợ phía sau lưng họ. Tuy nhiên Vương Tư Minh từng lên tiếng nói anh và các minh tinh chỉ có quan hệ đối tác làm việc. Soho cho biết những năm đầu, sự nghiệp Đàm Tùng Vận vốn nhạt nhòa không có tiến triển. Đến năm 2016, danh tiếng của cô mới đạt nhiều người biết đến thông qua vai nữ chính trong phim Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta. Cũng trong năm 2016, tập đoàn Vạn Đạt của Vương Tư Minh đã đầu tư 200 triệu nhân dân tệ vào công ty sản xuất phim ảnh Hoa Sách. Hoạt động này của ông chủ lớn được cho hỗ trợ sự nghiệp của Đàm Tùng Vận. Đàm Tùng Vận sinh năm 1990, là nghệ sĩ nữ hiếm hoi không vướng scandal bê bối đời tư trong giới giải trí showbiz. Cô chiếm được nhiều cảm tình của khán giả nhờ tính cách hiền lành thật thà, cuộc sống kín tiếng. Sau sự thành công của Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta năm 2016, Đàm Tùng Vận tiếp tục vươn lên trở thành cái tên bảo chứng cho thành tích của các bộ phim truyền hình Hoa ngữ như Cẩm Y Chí Hạ, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, Cẩm Tâm Tượng Ngọc, Mùa Hè Của Hồ Ly. Thậm chí có thời điểm chỉ số rating phim của Đàm Tùng Vận vượt mặt đối thủ lớn như Địch Đại Nhật Ba hay Sương Tư.